Ngày 13 tháng 12, một phụ nữ người Congo đã hạ sinh một bé trai ngay trên khoang hành khách trong chuyến bay từ thủ đô Libreville của Gabon tới Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông báo của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ, thai phụ 21 tuổi mang quốc tịch Congo này bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ sau khi máy bay cất cánh được 3 giờ từ sân bay ở Libreville. Các tiếp viên hàng không và chồng của sản phụ, đồng thời là một bác sĩ, đã giúp ca sinh nở hy hữu ở độ cao tới 12.000 mét này thành công hơn cả mong đợi. Hiện cả người mẹ trẻ và em bé đều đang trong tình trạng sức khỏe tốt và họ đã được đưa tới bệnh viện ngay sau khi máy bay hạ cánh tại thành phố Istanbul. Gia đình họ theo kế hoạch sẽ bay tiếp tới San Francisco của Mỹ.